Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hải Phòng Tăng Trưởng phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút thứ bảy cách tuần trên kênh TFP và 20 giờ 15 phút chủ nhật cùng tuần trên kênh TFP Cộng, kênh thông tin giải trí của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Điểm tin tăng trưởng với những thông tin số liệu cập nhật mới nhất về kết quả tăng trưởng khả quan của nhiều ngành đơn vị, lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như trong nước 5 tháng đầu năm 2018. Doanh nghiệp cảng biển đối mặt với nhiều khó khăn là nội dung của câu chuyện tăng trưởng kỳ này. Đối thoại cùng lãnh đạo Hội Tự động hóa Hải Phòng về ứng dụng công nghệ tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp. Con số biết nói, đẩy mạnh hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Hãy bắt đầu chương trình cùng chúng tôi với mục điểm tin tăng trưởng. 5 tháng đầu năm 2018, Hải Phòng thu hút được trên 1.051 triệu đô la vốn đầu tư nước ngoài, tăng gần 236% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu hút vốn đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp đạt gần 1.032 triệu đô la, với 29 dự án được cấp mới và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn. Các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện 14 lượt đăng ký đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đạt trên 19 triệu đô la. Thời gian tới, Hải Phòng vẫn tập trung cao thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại thành phố, đặc biệt đẩy mạnh thu hút FDI từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt trên 93,1 tỷ đô la, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 26,4 tỷ đô la, tăng 17,8%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,6 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu xuất khẩu, chiếm 82,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, với giá trị xuất khẩu đạt 76,5 tỷ đô la, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, thị trường ô tô Việt Nam được dự báo đến năm 2025 có thể đạt khoảng 800.000 xe và đến năm 2035 sẽ đạt từ 1,7 triệu đến 1,85 triệu xe. Sản xuất xe trong nước sẽ đạt mức tăng trưởng bình quân 18,5% một năm trong giai đoạn 2018-2025 và khoảng 13,8% một năm trong giai đoạn 2025-2035. Và xu thế ô tô hóa sẽ diễn ra khi GDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 3.000 đô la Mỹ và tiến tới sở hữu bình quân đạt 50 xe trên 1.000 dân. Thưa quý vị và các bạn, luồng vào cảng bị sa bồi, hoạt động vận tải biển kém khởi sắc, chi phí đầu vào tăng, cung lớn hơn cầu, cạnh tranh khốc liệt về giá trên thị trường dịch vụ cảng. Trong năm 2018, các doanh nghiệp cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực thượng lưu. Cảng Hoàng Diệu, cảng làm hàng tổng hợp lớn nhất tại Hải Phòng trong 5 tháng đầu năm 2018, chỉ đạt sản lượng 2 triệu tấn, giảm sút nghiêm trọng tới 24% so với cùng kỳ 2017. Kéo theo đó, doanh thu của cảng này cũng giảm gần 28%, số nộp ngân sách giảm 46% so cùng kỳ. Những kho bãi trống trải, những cần trục chân đế nằm im ngừng hoạt động. Hình ảnh vừa rồi đã phần nào cho thấy khó khăn của cảng Hoàng Diệu. Riêng với mặt hàng sắt thép, mặt hàng có thể nói là chủ lực của cảng Hoàng Diệu, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng của cảng hàng năm, thì đến 5 tháng đầu năm 2018 đã sụt giảm mạnh khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2017. Khó khăn của các công ty thành viên đương nhiên sẽ kéo giảm kết quả của công ty mẹ. Sản lượng của công ty cổ phần cảng Hải Phòng trong 5 tháng đạt trên 9,9 triệu tấn, giảm 8% so cùng kỳ. Doanh thu giảm 5%, còn lợi nhuận giảm tới trên 22%. Lý giải về việc hiệu quả kinh doanh giảm mạnh, doanh nghiệp cảng này cho rằng hoạt động vận tải biển vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn. Các hãng vận tải biển tiếp tục dư thừa trọng tải, dẫn đến cạnh tranh về giá cước vận tải, ép các cảng phải giảm giá cước dịch vụ. Mặt khác, sự ra đời của một số cảng mới như cảng Nam Đình Vũ, cảng container quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện cũng đã làm giảm sức cạnh tranh của các cảng phía trong. Cái giá cước xếp dỡ của các cảng ngày càng thấp đi để đáp ứng được cái yêu cầu của các hãng vận tải là phải giảm giá để họ tồn tại, cũng như là các cảng mới ra đời muốn tồn tại thì cũng phải giảm giá để có thêm khách hàng. Vì thế thì lượng hàng tăng không nhiều và giá cước xếp dỡ dịch vụ cảng biển giảm đi, dẫn đến là cái doanh thu của các cái doanh nghiệp cảng là ngày càng thấp đi.
Một trong những khó khăn lớn khác của hệ thống cảng Hải Phòng là tình trạng sa bồi của luồng vào cảng. Hiện nay, luồng Bạch Đằng vào cảng Tân Vũ giảm chỉ còn âm 6,4 mét, luồng vào cảng Hoàng Diệu chỉ còn âm 5,9 mét. Theo phản ánh của doanh nghiệp, trước tháng 8 năm 2017, độ sâu luồng đạt âm 7 mét. Thực tế, khoảng một năm rưỡi nay, luồng vào cảng Hải Phòng không được nạo vét. Theo tính toán của các hãng tàu, cứ giảm 10cm mớn tàu sẽ phải giảm từ 400 đến 500 tấn một chuyến. Các đơn vị khai thác cảng thiệt hại khoảng 12.000 đô la Mỹ một tàu. Tổng chi phí thiệt hại với các doanh nghiệp cảng, hãng tàu và doanh nghiệp xuất nhập khẩu ước lên đến gần 500.000 đô la Mỹ một tàu một ngày. Các tàu phải cắt hàng để đảm bảo nguồn nước để vào. Ví dụ một tàu container 2.000 tiêu khi vào cảng người ta phải cắt đi khoảng độ 3.500 tấn hàng và tương đương với khoảng 200 tiêu. Và cái việc cắt hàng như vậy thì nó dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều đến cái doanh thu lợi nhuận của các hãng tàu vận tải cũng như của các cảng. Đấy, và ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề thu nộp ngân sách về hạch toán, về chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các cảng. Vừa qua, 6 doanh nghiệp gồm cảng Hải Phòng, cảng Đình Vũ, cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Nam Đình Vũ, cảng Xanh VIP và cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã đồng loạt gửi kiến nghị tới Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về vấn đề cần sớm nạo vét luồng vào cảng. Đây là giải pháp cấp thiết nhất để tháo gỡ cho doanh nghiệp cảng biển trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm của kinh tế Việt Nam là nông nghiệp. Cũng bởi vậy, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang là chủ trương chính sách được các cấp ngành quan tâm. Tại Hải Phòng, theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố, mỗi địa phương sẽ hướng tới xây dựng một khu nông nghiệp công nghệ cao từ 300 tới 500 hectare và các tiểu vùng vệ tinh phục vụ doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đồng thời, các địa phương xây dựng thương hiệu sản phẩm, tổ chức đưa hàng hóa đã được gắn nhãn sản phẩm nông nghiệp vào hệ thống cung ứng theo chuỗi. Hải Phòng cũng đang đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá như hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục nhanh gọn, chính sách giao đất, mặt bằng đất sạch nhằm thu hút những doanh nghiệp lớn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Hay nói cách khác, thành phố khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất, giúp tăng năng suất, giải phóng sức lao động cho nông dân. Trong một đối thoại hôm nay, ông Bùi Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Hải Phòng sẽ cùng chương trình làm rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin chào ông Bùi Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Hải Phòng. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với phần đối thoại thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Cánh đồng măng tây này có diện tích gần 2 hectare, nhu cầu nước của cây măng tây khá cao. Thêm vào đó, việc duy trì độ ẩm cho cây trong các giai đoạn cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt là sau mỗi lần thu hoạch cần gia tăng độ ẩm để cho một lượt măng mới nảy mầm. Bởi vậy, để tưới thường xuyên liên tục cho toàn bộ cánh đồng, ước tính cần đến hàng chục nhân công. Nhưng từ khi lắp đặt hệ thống tưới tự động, nước được cung cấp tới từng gốc măng tây, đảm bảo duy trì độ ẩm thường xuyên và hợp lý cho cây trồng mà không cần đến bất kỳ một nhân công nào. Máy móc, thiết bị hiện đại thay thế sức người và mang lại hiệu quả canh tác cao hơn trong sản xuất nông nghiệp. Với hình thức tưới phun sương này, nó sẽ giảm được công lao động, giảm được công tưới được khoảng 2 lao động trên một ngày. Nếu như bình thường là 1 ha măng tây sẽ phải sử dụng từ 6 đến 7 lao động, thì hiện nay chúng tôi sử dụng phương pháp này thì 1 ha măng tây tất cả công tác từ thu hái đến chăm sóc sẽ mất từ 4 đến 5 nhân công tùy theo mùa vụ. Có những mùa vụ nếu không chính mùa của nó thì chắc là chỉ cần 2 nhân công là đủ. Tại công ty cổ phần giống gia cầm Lồng Huệ, hệ thống ấp trứng tự động đem lại năng suất và chất lượng tỷ lệ nghịch với số nhân công tham gia vào quy trình sản xuất này. Số lượng gà ấp nở thành công cao hơn gấp nhiều lần, trong khi số nhân công lại giảm so với khi chưa sử dụng hệ thống ấp trứng tự động. Áp dụng khoa học và công nghệ và cao đưa vào trong sản xuất thì là riêng về phần sức lao động và cũng nó sẽ giảm thiểu được 70%, tiết kiệm được những cái chi phí khác trong sản xuất và đồng thời là cái sản phẩm thì là nó được ổn định và chất lượng rất là tốt, hiệu quả kinh tế rất là cao. Đấy, so với này trước kia thì chúng tôi có khẳng định rằng đấy, nếu hiệu quả kinh tế thì nó phải đến trên 50%. Tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh chóng đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong thế giới việc làm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, vấn đề này chủ yếu liên quan tới quá trình cơ khí hóa các yếu tố sản xuất thông qua việc áp dụng nhiều máy móc tinh vi hơn thay cho người lao động và sử dụng rộng rãi ICT, công nghệ thông tin và truyền thông như điện thoại, internet, máy tính. Hiện nay, phần lớn các mô hình sản xuất nông nghiệp tại Hải Phòng vẫn ở quy mô nhỏ.
Tuy nhiên, không ít người nông dân, nhất là những người trẻ chọn nông nghiệp để khởi nghiệp, vẫn chịu khó tìm tòi, dám ứng dụng phương thức mới vào sản xuất nhằm mục đích giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Cũng bởi vậy, trên lộ trình ứng dụng công nghệ tự động hóa trong nông nghiệp, việc giữ chân lao động trẻ, những người đang muốn thoát khỏi ngành nông nghiệp sẽ là chìa khóa để tăng cường sự phát triển cho lĩnh vực này. Vâng, thưa ông Bùi Xuân Tuấn, là phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là những cái lợi thế mà công nghệ tự động hóa mang lại cho ngành sản xuất nông nghiệp. Là một người đã từng công tác trên cương vị là lãnh đạo của Sở Khoa học Công nghệ và hiện nay thì ông lại tham gia hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về xu hướng công nghệ tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay ạ? Phải nói là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì tự động hóa là một đặc trưng đang phát triển ở mức độ cao nhất và đang đóng góp cho cái nền công nghiệp cũng như các nền kinh tế khác một cách mạnh mẽ. Thì xu thế, xu hướng mà phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng tự động hóa là một cái xu thế tất yếu mà cái nòng cốt là cách mạng công nghiệp 4.0 nó đưa ra cho chúng ta những giải pháp tích cực và tiến bộ. Trên cơ sở cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vậy thì chúng ta sẽ được ứng dụng kỹ thuật số, công nghệ sinh học và vật lý trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành một cái nền nông nghiệp thông minh 4.0. Vâng, như vậy là trước những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì xu hướng công nghệ tự động hóa cũng đang phát triển rất nhanh, rất phong phú, phải không ạ? Vậy thì ông nhận định như thế nào về xu hướng này hiện nay ở Hải Phòng ạ? Trong một cái xu thế của thời đại của cách mạng 4.0 đến với chúng ta, nó rất nhanh, không phải xa vời. Thế nhưng mà cái xu thế mà Hải Phòng chúng ta đang tiếp nhận ấy, thì đang là một trong những khâu mà chúng ta cần quan tâm. Đó là những cái xu thế sử dụng, ứng dụng công nghệ về đèn LED trong nông nghiệp, rồi công nghệ về cảm biến để mà theo dõi từ giống cho đến đất đai cho đến chăm sóc phân bón thì càng ngày càng phát triển. Rồi công nghệ sử dụng các cái máy móc, thiết bị tự động hóa trong nông nghiệp từ làm đất cho đến cấy trồng và cho đến chăm sóc rồi bảo quản, chế biến là cũng là những ứng dụng công nghệ cần thiết trong quá trình mà ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp của chúng ta. Đồng thời với cái khâu đó thì cái việc mà truyền thông rồi thương mại điện tử là một trong những cái công nghệ mà công nghệ thông tin chúng ta cần phải ứng dụng trong nông nghiệp trong thời gian này và trong thời gian tới. Vâng, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước và thành phố thì theo ông các cái cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đóng vai trò như nào trong việc ứng dụng công nghệ tự động hóa vào sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này thì có nghĩa như thế nào, thưa ông Bùi Xuân Tuấn ạ? Đúng như vậy, tiếp nhận một cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng vào trong nông nghiệp và chính là công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao thì đòi hỏi cái vị trí vai trò của các cơ sở sản xuất kinh doanh là hết sức quan trọng. Ở đây nó liên quan tới cái việc mà chọn lối đi rồi chọn hướng đi thế nào cho phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp hay của cơ sở mình. Thế rồi là liên quan tới cái việc mà liên kết với nhau như thế nào để có tính đồng bộ mà có thể từ cái khâu tiếp nhận đầu vào cho đến đầu ra một cách đồng bộ và hoàn thiện. Rồi tiếp đến là những vấn đề liên quan tới cái việc mà gọi là chọn cuộc chơi. Thì đi thế nào để mà chúng ta tránh được những cái đối đầu trong cạnh tranh thị trường và chiếm lĩnh được thị trường với người tiêu dùng mới là quan trọng. Thế và tiếp nữa là chúng ta phải chủ động tiếp nhận các cái thành tựu khoa học công nghệ để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn của doanh nghiệp mình. Thì vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp hay cơ sở chọn hướng đi rất quan trọng chỗ này. Đồng thời là phải tránh được những cái trào lưu mà chúng ta chạy theo, chạy đua với trào lưu của xã hội. Phải chọn hướng đi khôn ngoan, khéo léo thì chúng ta mới có thể có những trận thắng và những cái cách đi thắng lợi trong cái quá trình mà triển khai. Rồi một cái khâu nữa là vai trò của doanh nghiệp, anh phải chọn cái nguồn vốn từ đâu, đầu tư vốn và huy động vốn như thế nào trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà trong cái nền nông nghiệp thông minh 4.0 này chúng ta đang phải bước vào. Trong cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thì cái khâu nhân lực quyết định, nhân lực chất lượng cao để chúng ta có được cái lực lượng này để vận hành các cái công nghệ tiên tiến, công nghệ hiện đại, và nó là cái chủ thể để chúng ta có thể bước vào được trong cái nền nông nghiệp công nghệ cao này thì đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được
cái nguồn nhân lực của mình. Đòi hỏi vai trò của chủ doanh nghiệp hay chủ cơ sở sản xuất, chúng ta phải đặt bài toán và đặt yêu cầu với các cơ sở đào tạo. Và Hải Phòng chúng ta không thiếu gì các cơ sở đào tạo mà có thể giúp cho các doanh nghiệp hay các cơ sở sản xuất kinh doanh để tập trung nâng cao chất lượng nhân lực, chất lượng cao. Vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và cũng đã quan tâm đầu tư khuyến khích cái việc ứng dụng công nghệ tự động hóa vào sản xuất nông nghiệp. Vậy thì theo ông, đâu là những cản trở khiến cho quá trình này diễn ra chưa được như mong muốn ạ? Trong quá trình mà ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ấy, thì những cái cản trở phải nói là cũng khá nhiều. Vâng. Chúng ta thấy là hiện nay ấy, là các doanh nghiệp mà đầu tư, chọn hướng đầu tư và triển khai chinh phục cái nông nghiệp công nghệ cao thì điển hình như là đầu ra còn chưa đảm bảo. Thứ hai là năng lực công nghệ, khoa học công nghệ thì thực sự còn yếu và thiếu. Đồng thời là cái nhân lực mà có tay nghề, có trình độ đối với ngành nông nghiệp thì đang thiếu trầm trọng. Tiếp nữa là không có quỹ đất và những cái hợp tác giữa nông dân với các cái tổ chức doanh nghiệp là có nhiều cái rủi ro vì cái tính tuân thủ là rất hạn chế. Đây là một trong những khâu mà phải hết sức chú ý. Những cái cản trở mà trong quá trình mà đầu tư công nghệ cao ấy, thì nó còn một cái việc mà chúng ta quan tâm, đó là cái hệ thống cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp là chưa phát triển. Rồi tiếp cận các cái cơ chế chính sách ưu đãi cũng còn có cái trở ngại nhất định mà chúng ta cần quan tâm hơn. Và các cái đơn vị của thành phố, của ngành là cũng cần quan tâm để mà tìm cách để chúng ta giải quyết những vấn đề tồn tại đó. Vâng, như vậy là ông đã chỉ ra được những nguyên nhân tồn tại cụ thể. Vậy thì từ những đặc trưng riêng của ngành nông nghiệp thành phố thì theo ông chúng ta cần những cơ chế như thế nào và nên ứng dụng công nghệ tự động hóa gì để đáp ứng được nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hải Phòng? Xuất phát từ những cái cản trở, những điểm yếu, nghẽn của chúng ta đang diễn ra ấy, thì về cơ chế chính sách của thành phố thì chúng ta thấy là trong quá trình thực hiện đã có và cũng đã có tích cực với lại các doanh nghiệp, với các cơ sở sản xuất. Vâng. Nhưng chúng tôi nghĩ là cần phải thúc đẩy mạnh hơn, đó là cơ chế gì? Hỗ trợ thêm và hỗ trợ mạnh hơn về khoa học công nghệ. Vâng. Rồi vấn đề đào tạo nhân lực cũng phải cần tăng cường hơn, mang tính khả thi hơn, giúp doanh nghiệp có được lực lượng cần thiết. Vâng. Chứ tránh tình trạng đào tạo ra tràn lan nhưng thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu. Thế rồi cơ chế về vốn, hỗ trợ vốn thì cần phải chỉ được, giới thiệu được, tư vấn được cho các cơ sở sản xuất là tiếp cận với quỹ nào. Vâng. Mà quỹ có thể hỗ trợ trực tiếp mà có hiệu quả đối với nền nông nghiệp công nghệ cao. Về lĩnh vực tự động hóa ưu tiên đối với Hải Phòng ấy, thì chúng tôi khuyến nghị như sau. Trong quá trình mà thực hiện thì chúng ta đã từng ứng dụng các công nghệ nhà kính, nhà lưới, có công nghệ tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước, thế rồi là công nghệ về làm đất, chăm bón và trừ sâu, cũng như là quá trình bảo quản thu hoạch. Nhưng bây giờ cần phải tăng cường hơn, đó là công nghệ điện toán đám mây, cũng như là các cái thẻ điện tử, các cái cảm biến trong quá trình mà triển khai sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Thế và một trong những vấn đề mà áp dụng tiếp những cái công nghệ đó thì cái hệ thống công nghệ đèn led là hết sức là hữu ích. Vâng. Cho nên chúng ta cũng cần quan tâm hơn. Tiếp đến là một cái công nghệ mà chúng ta cần quan tâm, đó là cái thương mại điện tử. Vâng. Để làm sao chúng ta quảng bá được cái sản phẩm của mình, chất lượng rồi, sản lượng cao rồi, nhưng phải đến được với người tiêu dùng, đến chiếm lĩnh thị trường. Cái mà cuối cùng nữa là chúng tôi muốn là các cơ sở sản xuất nông nghiệp cần quan tâm, đó là công nghệ về tài chính. Cái khâu này hết sức quan trọng. Chúng ta có thể sử dụng các cái lợi thế của công nghệ thông tin, công nghệ về Internet vạn vật, rồi dữ liệu Big Data để chúng ta có thể triển khai được cái công nghệ về tài chính để giúp cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất của chúng ta vươn lên, vươn cao và vươn xa. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia đối thoại cùng chương trình Hải Phòng Tăng Trưởng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của ông Bùi Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Hải Phòng đã kết thúc mục đối thoại của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với mục Con Sấu Biết Nói.
Thưa quý vị, cơ chế hỗ trợ 100% xi măng làm đường giao thông nông thôn mà thành phố Hải Phòng đang triển khai được khẳng định là cách làm đúng, thiết thực và hiệu quả. Với hàng nghìn km đường được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy cao tinh thần, nhà nước và nhân dân cùng làm. Hết quý 1 năm 2018, thành phố Hải Phòng đã có hơn 3.000 km đường giao thông nông thôn được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đóng góp vào thành công này, một phần quan trọng phải kể tới là việc triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng trong làm đường. Đáng chú ý, từ hỗ trợ xi măng, các địa phương đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, chủ động trong huy động nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp hàng triệu mét vuông đất và ngày công làm đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng, đường nội bộ, nghĩa trang. Từ kết quả trên, diện mạo khu vực nông thôn đã có những thay đổi rõ nét, khang trang sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và dân sinh. Phát huy những kết quả đạt được, Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông. Theo đó, tại quyết định 1065 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đợt 1 năm 2018, các địa phương tiếp tục được hỗ trợ trên 60.500 tấn xi măng để triển khai thi công hơn 370 km đường giao thông nông thôn và đường nội bộ nghĩa trang, trong đó hỗ trợ 23.800 tấn làm đường thôn xóm, khu dân cư, hơn 32.100 tấn làm đường nội đồng, hơn 4.600 tấn làm đường nội bộ nghĩa trang. Hiện các địa phương đang chủ động lên phương án tiếp nhận xi măng, tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công và phần vốn đối ứng, mua nguyên vật liệu để triển khai thi công các tuyến đường, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Chương trình Hải Phòng tăng trưởng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình đã phát sóng trên kênh TFP và THP Cộng tại địa chỉ website thp.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.